So với cái đeo máy trợ thính thì cái nào chứ nghe rõ hơn? Thì cái máy trợ thính thì nó nghe nó hơi lớn, bữa nay thì nói nghe bình thường. Nhưng mà cái máy trợ thính vẫn nghe tiếng ù phải không chú? Nghe vẫn nghe ù. Đây là một buổi chữa bệnh của lương y Nguyễn Thị Thái tại Cần Thơ. Khám bệnh của bác sĩ Liêm ở thành phố Cần Thơ. Bác sĩ Liêm nổi tiếng ở thành phố Cần Thơ. Bà con ở Cần Thơ rất là chờ hội quán Thái Hưng Đường của lương y Nguyễn Thị Thái. Trong thời gian vừa qua thì lương y Nguyễn Thị Thái đã chữa cho nhiều cô bác bị thoát vị đĩa đệm, bị tai điếc không nghe được. Rất là nhiều cô chú đã khỏi được cái bệnh điếc tai, cho nên là nhiều bà con khác nghe được và đã đến đây để được lương y Nguyễn Thị Thái chích lễ. Đây cũng là một trường hợp chú bị lãng tai. Chú ơi, chú tên gì ạ? Nhân Nghĩa. Chú Nghĩa năm nay bao nhiêu tuổi? 72 rồi. 72 tuổi. Chú bị lãng tai lâu chưa chú? Cả năm, hơn năm trời rồi. Rồi chú có đi uống thuốc gì không? Đâu có thuốc men gì, đi nhiều khi đi khám bệnh thì nó ù tai vậy thôi, cho một hai viên thứ thuốc thì uống 7 ngày 5 ngày vậy thôi. Nhưng mà nó có đỡ không chú? Đỡ gì, không thấy đỡ gì hết. Rồi mua đi cái chợ thính mà đeo nó còn cần quá à. Chú có mai đeo máy chợ thính? Chú có đeo máy chợ thính nhưng mà thấy còn cần quá. Còn cần khi nào có cần dịp gì đó, hội họp gì đó thì đeo rất rồi. Trước khi mà được điều trị á, thì khi con nói chuyện như vậy là chú có nghe không? Nói chuyện để nhìn cái miệng mới biết nghe cảm giác được. Biết nhận ra được. Cũng gì nhớ đeo con hai. Trời ơi, lỗ tai như nó ù hoài, biết đến mấy nay rồi. Rồi gặp bác sĩ, nó đây phương pháp làm hết hết trơn à. Chị gì mình sao đây, miễn đây đây. Nhức giò, nhức sống nè. Dạ. Vậy chú Nghĩa, sau khi mà được cô Thái chích lễ xong thì chú thấy cái tay của chú như thế nào ạ? Thì nó nhẹ, nó bớt đi cái ù rồi, hết rồi. Hết cái ù, bình thường là nghe tiếng ù ở trong tay nhiều hả chú? Chú đây nghe ù nói không nghe, rồi nhìn cái miệng mà khi mình chưa có biết đó là nhận định được cái nói ù gì nữa. Là phải nhìn cái miệng mới biết được là... Bây giờ nói chuyện nghe âm thanh này mới biết. Vậy nãy giờ chú thấy là so với cái đeo máy trợ thính thì cái nào chú nghe rõ hơn? Thì cái máy trợ thính thì nó nghe nó hơi lớn, bữa nay nói nghe bình thường. Nhưng mà cái máy trợ thính vẫn nghe tiếng ù phải không chú? Nghe vẫn nghe ù. Còn bây giờ là không nghe tiếng ù và nghe được bình thường. Nghe bình thường. Dạ rồi. Rồi con chúc mừng chú. Dạ, cảm ơn chú. Lãng tai này là do, thứ nhất là do mạch máu nó chèn ép. Sau đó là những cái bệnh đó nó sẽ làm cho những cái máu huyết nó không đến lỗ tai được, nên là nó sẽ nghe là bị khó nghe, cho mọi người biết hẳn ha, nhưng mà mình sẽ không chữa được, đây là nó gọi là lãng tai. Này là tô này hôm trước là mong sao là quỳ lại Phật được nè, chị nhớ không? Quỳ được rồi ha. Bữa trước là đầu gối của cô không gấp lại được. Bây giờ gối này cũng ngồi khoanh chân được rồi, quỳ lại Phật được rồi. Chứ bữa là không quỳ được, không ngồi khoanh chân. Cô ơi, cho con hỏi là cô hôm nay đi khám bệnh gì vậy cô? Cô cái lỗ tai nó nhỏ nhỏ không nghe. Cô bị lâu chưa ạ? Cũng lâu rồi. Cô Lê Thị Hồng Hoa. Mai. Mai Thị Hồng Hoa. À, cô nhà ở đâu vậy? Con ở Bà Lan. Dạ, Bà Lan. Cô nhiêu tuổi rồi cô? 66. 66. Cô đi 2-3 lần, bữa nay mới gặp bác sĩ. Bữa trước là cô tới nhưng mà không có gặp. Mấy bữa trước là nói chứng nhận. Một cái bữa trước nữa đi kiếm hoài, kiếm cái bảng có chút xíu mà kiếm không thấy. Nhưng mà sao cô biết ở đây mà cô tới? Tại vì em của bác sĩ Liêm á. Dạ. Là bà bánh nước á, rồi lại mua bánh nước ăn rồi nói cái lỗ tai tôi biết. Tôi không nghe, nhỏ tôi không nghe, cái bà mới chỉ. Rồi mới đi. Rồi đi lần đầu đi kiếm trễ giờ. Bác sĩ đi về rồi. Cho nên cái chú Nhật lên, nói chú Nhật lên nữa, Nhật lên hồi bữa thứ ba. Nên bữa nay mà không đi, không có nữa là không có duyên với bác sĩ. Vậy là bữa nay có duyên. Cô ta chị bị gì? Khó nghe hả? Nó nhỏ nhỏ nghe không được, mà đi khám thì người ta nói biểu, người ta biểu đeo cái gì đó, máy trợ thính, không chịu đeo. Có bị bao nhiêu lâu rồi cô? Cũng hơi lâu lâu rồi đó, nhưng mà
nhiều lúc nghe, nhiều lúc không nghe, chứ không phải là không nghe hoài, nhiều lúc thì cũng nghe, nhiều lúc không nghe. Ai nói mà không nghe mình không đi đâu. Dạ nhưng không có đi đâu mà nói không nghe, người ta nói nhỏ nhỏ mình không nghe hả hả không kỳ quá. Không muốn đi đâu vậy. Vậy là ngại không muốn đi đâu, ở nhà thôi ha cô. Bây giờ so với hồi trước khi làm cái thủ thuật này thì 10 phần chị thấy nó giảm được nhiêu chị? Nó nhẹ đó, nó cũng bây giờ nói chị nghe được mà không chị nhẹ đâu chứ sao. À. Ở nhà có lúc cũng nghe được, có lúc còn. Nhưng mà so với trước khi làm thì bây giờ 10 phần nó... Nó phải. À, 10 phần nó bớt được mấy rồi? Yeah. 10 phần bớt được mấy rồi? Đất được 5 phần, đất nhẹ. Đỡ tê hơn nhiều không cô? Đỡ tê hơn nhiều. Là hồi nãy là cô bị tê hai cái chân. Tê hai chân, châm chích trên chích, giờ hết châm chích rồi. À cô bị tê châm chích, giờ hết châm chích rồi. Khỏe hơn nhiều phải không? Khỏe hơn nhiều. Rồi. Tê, rồi nó châm chích cái giò này. À, nó hơi đau châm chích cái giò không? Châm chích nó chạy giống như đi khó chứ. Con đi bò bò. À, giống như có con kiến con vậy bò người ha. Bây giờ sao? Giờ hết rồi. Dạ, khỏe phải không? Vui rồi. Sao? Tới đây làm lần đầu cô ha? Ờ, mới lần đầu. Dạ. Nhờ bác sĩ giới thiệu đó, chị Liêm nè. Bác sĩ Liêm giới thiệu. Bây giờ điều trị cái chân cô thấy thế nào? Thì thấy từ giờ thấy khỏe. Dạ, đi đứng rồi dễ dàng hơn không? Dạ. Con người chỗ chân còn bị sao không? Cái này nữa hả? Giờ chỉ còn đau muốn chi nó chăm vô tự giờ đó. Làm nhéo nhéo vậy thôi. Đầu nhéo nè, đi đứng dễ dàng hơn nha. Ừ.